em ra đời đã không còn bác, chỉ còn tiếng hát, chỉ còn lời ca, chỉ còn câu chuyện, chỉ còn bài thơ mà em vẫn thấy bác xa rất gần, năng điều bác dạy mãi còn vang ngân. Hồ Chí Minh, người là niềm tin, niềm hy vọng, niềm kiêu hãnh của dân tộc Việt Nam. Người là tấm gương người sáng cho bao thế hệ rèn luyện và tu dưỡng phẩm chất đạo đức. Người còn sống mãi trong triệu triệu trái tim người dân Việt Nam hôm nay và mai sau. Trong buổi giới thiệu sách hôm nay, em tên là Đặng Gia Huy, học sinh lớp 5A2, trường Tống Quan Hưng. Xin trân trọng giới thiệu từ quý thầy cô và các bạn cuốn sách Kể Chuyện Bác Hồ, sách do nhà xuất bản Lao Động phát hành năm 2019 với 211 trang sách phổ 13.5 x 20.5, là tập hợp những câu chuyện về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Thầy cô và các bạn hãy cùng em lật từng trang sách để theo dấu chân người. Ở những trang đầu tiên, bằng những câu chuyện kể với ngôn ngữ mộc mạc, tác giả đã khắc họa thời niên thiếu với những nét nổi bật trong cuộc đời bác. Những câu chuyện trong cuốn sách thật cảm động, đưa chúng ta ngược thời gian trở về với làng chùa, làng sen của huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, nơi bác đã sinh ra và lớn lên. Với những năm tháng bác đấu tranh vì quyền tự do của con người, hòa bình của các dân tộc trên thế giới, phần giới tiếp sẽ đến với những bức thư đầu tiên gửi cho phụ thân của bác khi rời quê hương trên con đường đi tìm đường cứu nước. Với bản yêu sách, người chính thức tuyên chiến với kẻ thù ngay trên đất nước của chúng. Tiếp nối là những câu chuyện về những năm tháng hoạt động cách mạng của bác trong và ngoài nước, những nơi từng in dấu chân bác dần tái hiện. Bác đã đi rất nhiều nước trên thế giới như Pháp, Nga, Anh, làm rất nhiều nghề như phụ bếp, rửa ảnh, viết báo. Không những thế, bác còn thay đổi rất nhiều tên như anh Ba, ông Nguyễn để đánh lạc hướng kẻ thù. Càng đọc sách, em càng thấy xúc động và thương bác vô cùng. Những cảnh tù rầy, tra tấn dã man của thực dân lên cơ thể gầy gò của bác. Nhưng bác vẫn kiên cường không chịu khuất phục, thà hy sinh tất cả chứ không chịu nằm nô lệ, không chịu mất nước. Đọc đến những trang cuối của cuốn sách là những câu chuyện kể vô cùng xúc động về tình cảm của người dành cho các chiến sĩ như: chú ngã có đau không? Tăng tiêu chuẩn cho chiến sĩ. Trong câu chuyện, bác không chỉ là người lãnh đạo tài ba mà còn là người cha, người anh kính yêu. Đặc biệt, dù bác rất bận nhưng bác luôn quan tâm, dành tình cảm, yêu thương cho các cháu thiếu niên nhi đồng. Câu hát "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng, ai yêu các nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh" luôn vang vọng trong lòng em khi đọc cuốn sách. Đọc cuốn sách Kể Chuyện Bác Hồ, chúng ta cảm thấy yêu quý bác, yêu quê hương đất nước, yêu con người và muốn sống sao cho thật đẹp, thật có ích. Cố gắng học tập và rèn luyện thật tốt để xứng đáng là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Em hy vọng qua phần giới thiệu sách ngày hôm nay sẽ giúp cho quý thầy cô và các bạn có được những điều bổ ích và lý thú, hiểu rõ hơn về cuộc đời, sự nghiệp của bác. Cuốn sách hiện có tại thư viện của trường Tống Quan Hưng. Xin mời quý thầy cô và các bạn cùng tìm đọc để thấy được hơn ý nghĩa sâu sắc của cuốn sách này. Em xin chúc quý thầy cô và các bạn sẽ tìm được niềm vui khi đọc sách. Em xin trân trọng cảm ơn.